Lại gặp rắc rối rồi các bạn ơi. Mỗi ngày suy nghĩ ăn cái gì không cũng là một cái vấn đề rất là nhức đầu luôn. Bây giờ bà vợ mình bà đi làm sắp về rồi mà không có món ăn ra cho bà ăn. Bà đói mà bà bắt tôi vô giường nằm cúi xuống bà quánh là tôi chết luôn. Này, bây giờ ở đây mình có bốn cái đùi trên của gà. Ở đây mình có một cục thịt heo. Bây giờ mình làm món gì bây giờ? Ăn riết rồi không biết làm món gì luôn. Để lục tủ lạnh coi nó có cái gì đã, rồi quyết định làm sao. Tôi làm được cái gì? Bánh phở cải đây. Này xà lách, bắp cải, rau thơm, ngò rí, nấm cũng được. Nấm này xào cũng được đó. Luôn nấm đùi gà, đùi ớt gì luôn này. Cũng được thứ. Chanh, ớt khế. Ớt khế. Khế. Làm món xào ở đây có mang tây nữa, thế có bắp chuối luôn. Gì phở. Wow, mỗi ngày ăn nó cũng nhức đầu đó các bạn. Làm món gì đây để suy nghĩ coi đã. Ở đây có lá quế cũng được. Thịt xào nè, nhưng mà nó ngập một cái dưa leo đâu mà xào. Ở đây còn một trái dưa leo cùng với cái đám chanh này. Được, bây giờ bị ớt gì ở đây. Uống không mà nó cũng nhức đầu vậy đó các bạn. Bởi vì đời người là bể khổ, loại hết bể này sang bể khác. Mới vừa loại xong cái bể này cái lại xuống bể khác. Bây giờ có cái gì ăn cái đó đi. Bây giờ các thứ ở đây mình có rồi các bạn, mình chọn ra rồi. Nấm, mang tây, một trái dưa leo, nửa cái củ hành, ba cọng hành, mấy ba cọng lá quế. Thì ở đây mình có gà và thịt heo. Thì bây giờ không biết ăn gì thì trước hết mình suy nghĩ thử coi bữa nay mình làm một món nhạt, một món mặn. Thì với những cái nguyên liệu này thì một món xào, một món mặn. Nhưng mà xào trong thịt gà với thịt heo này lấy cái thịt nào xào? Thôi vậy mình quyết định mình lấy cái thịt gà mình xào đấy, xào với lại lá quế. Thì thịt heo này một chút nữa là mình kho tiêu cũng được, gắp mặn cũng được. Thì kể như có món nhạt, món mặn là cũng được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái mang tây này với lại cái nấm này xào thẳng mà bỏ vô mà xào tới nó chín là nó bấy hết trơn luôn. Hai cái trộn lại cứ đứng xào hoài, xào tới sáng luôn. Thì bây giờ mình coi cái mang tây này ở dưới gốc trở lên nó già độ khoảng bao nhiêu. Này. Thì nó cũng non đó các bạn. Nhưng mà cái khúc này thì đó. Cái mang tây ở dưới này nó già lắm, ăn khó ăn lắm, nó chát kia lắm. Thì hai cái thứ này mình phải đem luộc sơ ra rồi mình mới đem mình xào được các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình làm. Đây, trước hết mình bắt một chảo nước lên. Một chút nữa là mình trụng cái nấm này sơ với lại cái măng tây này sơ qua. Trong khi mình chờ nó sôi
cái mang tây này mình cắt bỏ cái phần gốc của nó, cái phần gốc của nó rất là già đấy các bạn, khó ăn lắm. Mình cắt bỏ cái phần gốc nó đi. Không biết ăn gì bữa nay, làm thử cái món này coi nó như thế nào, có thể nào làm xong rồi đem đổ không. Không mà đem đổ là chết luôn ạ. Rồi tất cả mọi thứ sẵn sàng. Còn cái phần gà này mình lóc ra, mình muốn xào nó mình phải lóc ra các bạn. Lóc cái gà này thì cũng đơn giản lắm các bạn. Đây, ở phía giữa này nó có cục xương. Đây, mình cứ lóc nó ra. Bây giờ là có tiếng rồi đó, đệ nhất phu nhân của mình về đó. Mà cơm nước thì chưa có rồi, chuyến này là ăn đòn cả chắc rồi. Mình xào thì mình lấy hết cái phần da này ra. Trong này nó có phần mỡ luôn các bạn. Lấy cái dao mình kéo một cái mỡ này nó sẽ đi ra. Thì lóc cái này thì cũng đơn giản lắm. Đơn giản không? Đơn giản không? Đơn giản như đang giỡn vậy mà. Bốn miếng thịt gà này lóc ra. Rồi nữa xào lá quế. Ăn cũng tạm ổn được. Đây, ở đây nó con gà nó có cái cục dầu đó này nè các bạn, lấy nó ra, cái cục đó nó hôi lắm. Mỡ này mình phải lấy nó ra hết. Đệ nhất phu nhân của mình đã về còn nhìn nữa. Đó, bạn thấy không? Làm trai nó khổ không? Đó, làm trai nó khổ chưa? Khổ chăn đường. Ta đã nói rồi, làm trai khổ ải trăm đường mới được thương. Bây giờ cái nồi nước của mình nó sôi rồi, mình thả nấm vô, mình luộc sơ qua. Sơ nấm xong rồi một chút nữa mình trộn sơ qua cái măng tây. Đây, trong thời gian chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi thì mình cắt thịt. Thịt này thì tùy theo các bạn. Mình muốn cắt sao cũng được. Miếng này thì mình cắt miếng gì thì mình gam. Còn mình thì kho tiêu. Kho tiêu thì thường thường muốn làm cho nhanh nhất trong vòng 5 phút đó, thì mình không bao giờ cắt kiểu đó. Mà mình cắt nói gì?
Đây thì tùy theo các bạn. Đó, mình cắt nó miếng miếng như vậy. Mình ướp xong rồi đó, mình làm nhanh nhất. Kho cấp nhanh nhất. Kho tiêu. Bữa nay coi cái nồi thịt kho tiêu của mình nó như thế nào. Bà vợ của mình hồi nãy giờ bà về bà đói bà đi ngang đi lại bà liếc tôi dữ lắm rồi. Ý trong lòng bà đang hỏi là giờ này sao chưa có cơm ăn đó. Mà không tiện hỏi. Cũng cắt luôn, mình ướp một miếng chút nữa mình xào. Gà này nó thì tốt nhất là cắt dài dài đó nha các bạn. Giờ cái nấm mình được rồi, mình lấy ra mình xả nước lạnh rồi các bạn. Rồi mình lấy một loại nước khác để mình luộc bằng tay. Cái nồi nước khác mình luộc bằng tay. Cái bằng tay này các bạn tốt nhất là từ nước lạnh mình thả nó vô, cái nước nóng mình lấy nó ra được rồi. Nếu có vừa thôi lên mình lấy nó ra thì trong cái thời gian đó nó sẽ ngấm lên, nó ngấm vào cái bằng tay thì cái bằng tay nó mới mềm đều. Chứ mình chờ nước nóng mình thả vô á, cái bằng tay ở bên ngoài nó chỉ có mềm thôi, bên trong nó vẫn còn cứng, nó còn cái vị chát dữ lắm. Cẩn thận cái này. Thì bây giờ tới cái phần ướp gà xào và thịt heo kho tiêu. Ok, đơn giản. Cái gà xào mình cho nó một tí bột ngọt thì thôi các bạn, nó đừng có nhiều, tại đó không cần nhiều đâu. Thì thịt kho tiêu này cũng vậy, mình cho khoảng một muỗng nhỏ này thôi. Thịt kho thì mình dằn thêm một tí muối cho cái vị nó hơi đậm đà hơn các bạn, xíu muối thôi. Ở đây mình có một tí nước mắm. Và một muỗng lưng đường. À, cái này thì tùy theo cái gu của mỗi nhà thôi nha các bạn. Còn cái phần thịt gà xào ở bên đây thì mình cho một muỗng lưng đường luôn. À, cái thịt kho tiêu này á, thì mình ướp cho cái mùi tiêu nó hơi nặng, mạnh chút. Tại vì nó là thịt kho tiêu, một chút nữa mình để tiêu sau nữa. Thịt kho tiêu, có tiêu để mỗi dĩa thêm một tí dầu để trộn cho thịt nó đừng có bị khô các bạn. Cái thịt kho tiêu này mình phải cho một tí nước tương đặc để cho cái màu của nó. Mỗi ngày ăn uống không cũng hết giờ rồi. Cái thịt
xào này á, bữa nay mình xào với dầu hào các bạn. Cái loại dầu hào màu xanh này thì nó không có mặn giống như cái loại màu đỏ nha các bạn, cẩn thận nha. Cái loại màu đỏ nó mặn lắm. Mình cho một tí vô, mình trộn cho cái gà của mình nó có địa có màu một chút nữa mới xào mình phải bỏ thêm một tí nữa. Rồi các thứ ở đây mình sẽ trộn lên cho nó thấm một chút nữa, có lúc mình ăn rồi mình làm. Tô này nó hơi nhỏ, hơi gắt gói. Còn ở bên đây gà xào thì mình cũng trộn nó luôn luôn. Giờ mình trộn xong mình để hai thứ này riêng qua một bên. Rồi mình đi chuẩn bị mấy cái đồ xào một chút xong xuôi để 15 phút sau mình đem ra mình xào. Là gia vị. Đó, gia vị nó sẽ ngấm vào trong thịt và mình đem ra mình kho tiêu cái thịt này. Cái thịt này nói kho tiêu chứ thật sự xào nó chín thôi các bạn, rồi để cho cái sốt nó sạch thôi mình để tiêu vào. Cái này là mình dùng cách nhanh nhất, trong khi mình không có thời gian á, mình không có kho được lâu đâu các bạn, mình phải dùng bằng cách đó. Ăn thịt nó hơi cứng nhưng mà nó vẫn ngon, cái mùi thịt nó vẫn ngon. Bây giờ cái này của mình nó sắp sôi rồi. Bàn tay của mình nó cũng xong các bạn. Lấy ra xả nước lạnh luôn. Các thứ ở đây mình cũng chuẩn bị hết rồi. Chờ chút nữa là mình xào thôi. Bây giờ là mình xào thôi các bạn. Cái nước sốt xào này mình lấy một miếng dầu hào, và một miếng đường và một miếng nước mình đổ vô. Cái sốt xào này khi mình xào mình để cho nó nhiều sốt thì cái đồ xào mình nó sẽ ngon nha các bạn. Thì mình cứ lấy bột khoai hay bột năng, bột bắp gì cũng được. Một chút các bạn bỏ vô. Xào xong rồi mình bỏ vô mình đánh lên thì cái nước sốt nó sẽ ngon hơn, nó lền với cái độ nước sốt, nó không có bị loãng thì nó mới thấm vào đồ ăn. Mình cho một tí đường vô đây, nước sốt nó được dịu một chút. Còn ở đây mình có một chén bột. Chén bột mình để tí nước lạnh vô, một chút nữa mình xào mình để lên. Cả các thứ ở đây mình có rồi, sốt, rau, thịt. Và bây giờ mình làm cái thịt kho tiêu trước, mình đặt cái lò nhỏ trong này là mình xài cái lò lớn luôn cho nó nhanh. Giờ mình đi đập tỏi cho dầu vô. Đập tỏi mình mở cho mình thịt kho tiêu của mình. Thank you.
tiến độ cho sao đây. Bây giờ cái nồi rau xào của mình, nhà xào lá quế của mình, lấy một cái đồ ấy mình lấy thổi mình bỏ vô. Của mình đây. Chảo mới mình mới sao được đấy, mình lấy qua cái tô này. Đây, cái này kho tương của mình nó sôi dưới, bớt lửa chút đây. Cái nồi thịt kho tương mình nó các bác là nó có cái độ sạch sạch rồi đó các bạn, nó phải đừng cho nó khô hết, sạch đều lại thì mình để tiêu vào mình dắt nó xuống. Bây giờ ở đây bắt đầu mình xào. Mình xào cái gà xào lá quế của mình. Mở củ hành vô. Rồi mình thả củ hành vô mình xào các bạn. Đây, một cái đồ nó sống dưa lê, hành lá, lá quế mình bỏ đi trước. Rồi cho nó, cho nó thơm, nó dậy cái mùi. Cuối cùng các bạn, cho cái chảo nó thật nóng lên nè. Rồi cái chảo nó chưa đủ nóng. Thank you.
cho cái sốt này vô. Nó cũng có một cái độ sạch sạch rồi đó các bạn à, nhưng mà nó chưa đủ, mình phải cho một tí bột vô. Có một cái độ sáng nhất định là mình thả cái ma cây vừa vô các bạn, cái ma cây này các bạn khéo nha, không thôi thì nó bể hết. Tốt nhất là lắc cái chảo các bạn, nếu mình không lắc cái chảo mình lấy cái giá này mình đẩy là nó nát hết rồi. Nó hơi nặng đó các bạn, ta phải nặng nha. Mình sắp nó một cái độ sáng nhất định nè. Đây là nó. Rồi xào lá quế với măng tây với lại nấm à. Bây giờ cái này của mình cũng xong luôn rồi. Thịt kho tươi của mình cũng xong rồi. Cái thứ này nó xong. Ôi trời, bây giờ là mình có thể ăn được. Tắt lửa. Ở đây mình cho tiêu vào. Đây là một món xào các bạn. Món xào ba tây. Ba tây xào nó với lại lá quế. Nhìn cũng có vẻ lắm nhưng mà không biết có ngon không các bạn. Mình cứ thử nó sao. Nhìn cũng có vẻ lắm. Quan trọng nhất là cái đầu xào đó các bạn, nó phải có một cái độ sạch sạch, nước sốt như giống như gì nè. Đây ăn nó mới ngon. Mình thử. Nó dậy cái mùi á lá quế các bạn, cái nước sốt này này à. Mình thử cái măng tây này thử nó sao.
Ngon. Cái món này được các bạn. Bữa nay các bạn thử làm ra. Giờ mình thử qua cái thịt kho này coi nó sao. Cũng được. Nhưng mà mấy cái chỗ nạc nhiều quá này hay bị khô lắm. Rồi clip này tới đây mình xin tạm dừng ở đây. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Nếu các bạn có cơ hội thì cứ thử làm cái món mang tây xào lá quế với lại gà này với lại nấm này coi, ăn thử coi. Mình thấy cái món này được á. Cũng tạm là 5 điểm đi. Nói chung là 5 điểm là khá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.